từ. Nói thì nói. Mày vẫn nút nói chứ nói. Rồi, thì con muốn chia sẻ gì nói. Dạ, con được ơn Chúa là con bị bệnh tim, bị thiếu máu cơ tim cục bộ, thì con mổ ở gia đình, con nhắn tin cho cha là cha bảo con cứ yên tâm lên bàn mổ để yên tâm, không có vấn đề gì xảy ra. Thì họ là 6 tiếng mà con vào thì có lúc 15 phút này con xong, thì cũng trưởng khoa bảo là nhắn gọi về điện về cho chồng ăn mừng đi. Thì giờ con được ơn thì con nên con cảm ơn Chúa cộng đồng cha. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con 63 tuổi ạ. Sứ Thiện Lộc. Con sao con biết được đến lòng thương Chúa ở đây và con đến và con chia sẻ lòng Chúa? Bác con rủ con đi. Con ước mong lắm rồi, hôm nay con mới đi đâu mới được gặp cha. Gặp Chúa hay gặp cha ăn thôi thì con ơi. Rồi mời con lại, con nhận món quà của lòng Chúa thương xót đi. Đó, con máy mời con. Thưa anh chị em, nếu mà để thì chúng ta thấy là Chúa Thánh Thần sẽ thổi nhiều nữa những con người lên đây, giống như thổi bạn lên đây, thổi cô này lên đây, và Chúa Thánh Thần sẽ thổi nhiều người nữa lên. Và nếu Đức Giêsu không bây giờ thổi tiếp theo bão táp lên bây giờ đó, thì chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói rằng thầy không đi thì Thánh Thần không đến, và các môn đệ thấy Chúa đi thì buồn rầu. Trong cuộc sống của chúng ta phải chấp nhận có những cái buồn rầu, phải chấp nhận có những cái mất mát, phải chấp nhận có những cái hy sinh, giống như là Phaolô và Sila. Nếu không chấp nhận buồn rầu, mất mát, hy sinh ở trong ngục tù thì không cứu được ông trưởng ngục và cả gia đình. Nếu anh chị em không chấp nhận đến đây với những cái hy sinh của anh chị em là chịu mưa, chịu nắng, nhất là cơn mưa chiều hôm nay đổ xuống quá lớn, quá mạnh. Nhìn thấy anh chị em người nào đứng lúc xa lúc xúc, rồi nước mưa thì trên nó đổ xuống, rồi thì dù nó dột, rồi thì gió nó hắt, anh chị em chạy tới tấp nhưng mà vẫn kiên trì đến giờ phút này. Phải thấy rằng đó là ân huệ Chúa ban. Và Chúa Giêsu khẩn này, Chúa Cha ban đấng bảo trợ đến. Anh chị em mình muốn đi Mỹ phải có người bảo lãnh phải không? Thôi cha, cha cầu nguyện cho con, cái thằng đó nó chưa bảo lãnh cho con. Ai cầu nguyện cho con thì có người bảo lãnh cho con đi du học, thì có người bảo lãnh cho con ở lại. Ai cũng mong có người bảo lãnh. Và cái người bảo lãnh ấy thì là phải có công ăn việc làm, người bảo lãnh ấy phải có kinh tế ổn định, người bảo lãnh ấy phải có uy thế, phải có uy tín thì mới bảo lãnh được. Vậy thì Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ cho mình thì Ngài phải như thế nào, thưa anh chị em? Giống như chúng tôi đi tu cũng phải có ông cha đứng, cha linh hướng, rồi có cha quan thầy, rồi cha đỡ đầu thế này thế kia. Rồi người nào đi tu hay là đi làm công việc này cũng phải có người đỡ đầu, người bảo lãnh, người bảo trợ, vân vân. Rồi xã hội này đi đâu cũng phải có người bảo trợ. Nếu mà không quen, không thân, không thế, nhất thế nhì thân thì khó mà có thể trôi chảy công việc được lắm. Thế gian thì nó như thế. Nhưng Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ, không phải là đấng mà đến để mà che lấp tội của mình, không phải là đấng mà đến làm thay hết mọi sự cho mình. Giống như tôi có người bảo lãnh thì tôi không cần phải làm gì cả. Tôi có người đỡ đầu rồi, tôi muốn nhậu nhặt, muốn phá phách gì cái rồi, chỉ cần alo gọi có ai sáu ơi, bảy ơi là đến là cứu tôi là tôi thoát nạn. Không, Chúa Thánh Thần không phải là đấng bao che, bảo trợ chứ không bao che nhé. Chúa Thánh Thần không phải là đấng làm thay cho mình để mình trở thành những người mà nằm chờ sung rộn nha. Chúa Thánh Thần là đấng ban ơn, ban sức mạnh, ban cho mình sự thông minh, ban cho mình lý trí, ban cho mình sức mạnh để mình vận động tất cả sức lực, tất cả ý chí, tất cả lý trí của mình, tất cả sự khôn ngoan của mình để làm việc, để hoạt động, để loan báo tin mừng, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chứ Chúa Thánh Thần không có làm thay cho mình rồi mình cứ nằm đó mà chờ sung rộng. Và Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ, Chúa Thánh Thần là thần chân lý, thì những người đón nhận Thánh Thần phải sống trong chân lý, sống trong sự thật. Chúa nói nếu không trung tín trong việc nhỏ sẽ không trung tín trong việc lớn. Những người cộng đoàn lòng Chúa thương xót phải là một cộng đoàn sống trung thực, sống thành thật, sống chân thành, không có tơ hào một tí gì cả, không có nghĩ đến cái quyền lợi riêng tư gì của mình cả. Cái nào nó ra cái đó rõ ràng,
ý của người ta đưa như thế nào thì phải dùng đúng như vậy. Thưa anh chị em, cho nên tôi vẫn nói với những anh em là nếu anh chị em người ta nhà quê người ta đến đây, người ta có đưa một cái bí hay là ba trái bí hay năm trái bí vào thì cũng xin đưa trực tiếp vào cho nó đủ, đừng có bớt xén cái gì của người ta, đừng có từ ngoài đầu ngõ vô đến cuối ngõ cứ rụng dần. Và người ta đưa cho ai thì phải đưa vào đúng cái địa chỉ của cái người muốn trao, và đưa bao nhiêu thì phải đưa đúng bấy nhiêu, không được bớt đi, không được nghĩ rằng là đó là của chung của chùa thì muốn lấy, mình muốn bớt xén về cho nhà mình, cho tộc đoàn mình hay cho người quen của mình, không được phép làm chuyện đó. Cái nào nó phải ra cái đó rõ ràng minh bạch. Đức Giáo Hoàng Francisco là người yêu cầu phải sống minh bạch, rõ ràng, công khai, nhất là về tài chính, về vật chất, không có tơ hào gì cả. Cũng giống như đến đây cũng vậy, anh chị em phải tôn trọng của chung. Chúa Thánh Thần ban cho mình sự khôn ngoan, sự thành thật để mình biết tôn trọng của chung, của nào vào của đó, không được phép lấy của chung cho người thân của mình, không được phép. Không được phép quen biết rồi thì chạy trọt rồi lo lót để mà giúp cho những người quen của mình cái này cái khác, lấy của chung mà cho, không được. Một cuốn sách, một mẫu ảnh, một cái móc khóa, một cái máy của chung là của chung, nhớ không? Của tặng là của tặng, của biếu là của biếu, của cúng là của cúng, của cho là của cho. Cái nào rõ ràng vào cái đó, không ai được phép bất kỳ, ngay cả tôi, các sở, ban mục vụ, anh chị em giáo dân, mọi người đến đây chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần thanh lọc, bảo trợ, hướng dẫn, điều khiển, đừng để cho ma quỷ nó lọc vào, nó len lỏi vào, nó làm cho mình bị của cải vật chất nó chi phối, nó làm cho mình bị tiền bạc, nó làm cho mình mờ mắt, nó làm cho mình thấy những cái lợi lộc rồi mình hoa mắt hết, rồi mình cứ tự hào, rồi mình cứ bút bớt xén, rồi mình cứ chấm mút cái này thế kia. Không bao giờ được phép làm chuyện đó, mọi sự phải rõ ràng, sống trong Thánh Thần. Mời chị em cùng đứng lên cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta. Mời chị em cùng đứng lên. Xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, xin Chúa Thánh Thần đứng bảo trợ đến với chúng ta, đến với cộng đoàn chúng ta. Còn nhiều anh chị em muốn lên làm chứng nhưng mà thời giờ không cho phép. Nào, chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần hãy đến.